Chuyện kể rằng, trong vô lượng kiếp về trước, có Đức Phật ra đời, hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Qua thời kỳ chính Pháp, đến thời mạt Pháp, có một vị La Hán phước đức vô lượng, với tâm cứu độ chúng sinh, đi khất thực cũng là để giáo hóa chúng sinh. Vì nhân duyên ấy, người nữ tên Quang Mục liền sắm sửa đồ ăn cúng dường ngài. Sau khi thọ nhận sự cúng dường, vị La Hán hỏi mong nguyện, Quang Mục thưa, ngày thân mẫu tôi khuất, tôi làm việc phước thiện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi, chẳng rõ thân mẫu tôi thác sanh vào đường nào. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của cô, vị La Hán nhập định quan sát, ngài thấy mẹ Quang Mục đang phải đọa trốn địa ngục vô cùng đau khổ, bèn hỏi, thân mẫu người lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế? Quang Mục thưa rằng, ngày còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá chạnh, phần nhiều là hay ăn cá con và chạnh con, hoặc chiên, hoặc nấu, tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đếm số cá chạnh của người đã ăn, thời đến hơn nghìn muôn, xin tôn giả thương xót, chỉ dạy phải làm thế nào để cứu thân mẫu tôi. Nghe xong, vị La Hán lấy làm thương xót, bèn khuyên Quang Mục phải đem lòng trí thành, niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng Phật. Có như vậy thì kẻ còn người mất đều được phước lợi. Quang Mục nghe xong, liền xuất tiền của họa tượng Phật mà thờ cúng, đem lòng cung kính chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Với lòng trí thiết trí thành, Quang Mục đã cảm ứng được Đức Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai. Trong đêm đó, cô chiêm bao thấy thân của Đức Phật sắc vàng, sáng chói như hòn núi Tu Di, phóng hào quang dạy rằng, chẳng bao lâu đây, thần mẫu người sẽ thác sanh vào trong nhà của ngươi, khi vừa biết đói lạnh, thời liền biết nói. Đúng như lời dạy của Đức Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, chẳng bao lâu, đứa tơ gái, người hầu trong nhà Quang Mục sinh ra một bé trai, chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Khi ấy, đứa bé khóc lóc, buồn bã và kể, nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tăm. Từ khi vĩnh biệt người, tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người, nên nay được thọ sanh về làm kẻ hạ tiện. Lại thêm số mạng ngắn ngủi, năm 13 tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi thoát khỏi nỗi khổ sở? Nghe vậy, Quang Mục biết đứa bé ấy chính là mẹ mình trong tiền kiếp, và nghẹn ngào hỏi, vì gây tội nghiệp gì mà bị đọa địa ngục như thế? Đứa trẻ đáp, do hai nghiệp, giết hại sinh vật và chê bai mắng nhiếc, mà thọ báo khổ. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, thời cứ theo tội nghiệp đó, vẫn còn chưa được thoát khổ. Sau khi nghe xong, Quang Mục than khóc rơi lệ, phát lời đại nguyện rộng lớn, như thân mẫu tôi khỏi hẳn chốn tam đồ và hạng hạ tiện cùng thân gái, cùng kiếp không thọ những quả báo xấu đó nữa. Tôi đối trước tượng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng, từ nay nhẫn về sau đến 100.000 muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sinh bị tội khổ nơi địa ngục cùng 3 ác đạo, tôi nguyện cố vớt chúng đó, làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo, địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc chánh giác. Lời đại nguyện của Quang Mục được Đức Phật khen ngợi, tán thán, có lòng bi mẫn, hiếu thảo, vì mẹ mà phát lời thệ nguyện. Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Dịch nghĩa, trong tất cả các thế giới, nếu không còn chúng sinh trong các địa ngục và đều thành Phật, thì ngài mới thành Phật. Khi ấy, Quang Mục liền nghe tiếng của Đức Phật thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng, ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này, sẽ thác sanh làm người phạm trí, sống lâu 100 tuổi, sau đó vãng sanh về cõi nước vô ưu, sống lâu đến số không thể tính kể, sau rốt sẽ thành Phật, độ nhiều hạng người, trời, số đông như số cát sông Hằng. Vị La Hán độ Quang Mục chính là Vô Tận Ý Bồ Tát, còn thân mẫu của Quang Mục là Ngài Giải Thoát Bồ Tát, Quang Mục chính là Địa Tạng Bồ Tát. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ mẫn phát ra hằng hà sa số lời thệ nguyện độ khắp chúng sinh. Qua những lời nói và việc làm của Quang Mục, chúng ta có thể cảm nhận Quang Mục là người con vô cùng hiếu thảo, tin sâu nhân quả. Khi mẹ mất, cô luôn lo làm việc phước thiện, tô tạo tôn tượng chư Phật,
Chư Bồ Tát bằng tịnh tải chân chính, hay chiêm ngưỡng đảnh lễ bằng tâm cung kính, gieo hạt giống thiện đáng quý và gây tạo được nhiều phúc lành để hồi hướng phước báu cho mẹ, và Quang Mục còn phát lời đại nguyện mong mẹ thoát khỏi địa ngục và các đường ác. Từ nỗi khổ của riêng mình, Quang Mục mở rộng tâm Bồ Tát, thấu được nỗi khổ của chúng sinh và từ đó phát khởi lời đại nguyện rộng lớn từ bi vô lượng, muốn cứu độ tất cả chúng sinh. Trên đây là những chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh dựa theo bài kinh Quang Mục Cứu Mẹ trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện. Kết thúc câu chuyện Quang Mục Cứu Mẹ, chắc hẳn quý vị có thể cảm nhận được tâm đại hiếu của Ngài vì thương xót mẹ mà phát đại nguyện, mong nguyện mẹ hết trọng tội và không còn đọa vào các ác đạo. Nhân tháng Vu Lan báo hiếu, mong rằng mỗi người con sẽ thắp lên trong tâm ngọn nến hiếu hạnh, thường nhớ nghĩ, trân quý và hiếu kính với cha mẹ, đưa cha mẹ kết duyên với Tam Bảo, tu tập, thực hành chính pháp để cuộc sống trở nên an lạc và hạnh phúc hơn.